Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội mùa thu huyện Bát Sát năm 2024, giải đua xe đạp địa hình đi giữa biển mây sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 tới đây. Với cự ly 16 km, các vận động viên sẽ xuất phát tại thôn Chuẩn Thèn, đi qua trụ sở Ủy ban nhân dân xã Y Tý, về đích tại thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù. Đường đua không quá dài nhưng có nhiều dốc cao quanh co, băng qua những biển mây trong mùa săn mây đẹp nhất ở Y Tý. Sự kiện này không chỉ thu hút các vận động viên đam mê thể thao mạo hiểm mà còn mang đến cơ hội cho du khách khám phá vẻ đẹp của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Du lịch thể thao đang được huyện Bát Sát quan tâm khai thác, thu hút du khách đến khám phá trải nghiệm vẻ đẹp của mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc. Mới đây, Bát Sát đã tổ chức thành công giải đua xe ô tô địa hình Bát Sát lần thứ 2, tạo ra sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn.